Chào mừng các bạn đã đến với video mang tên Nhìn lại một năm của Yu-Gi-Oh! Việt Nam trong năm 2021. Trước khi bắt đầu vào chuyên mục chính, các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để luôn ủng hộ bọn mình mỗi khi bọn mình ra video mới nhé. Và thay mặt toàn thể anh em trong K12 Kingdom Studio, chúc anh em có một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy niềm vui nhé. Ôi, năm 2021, chúng ta phải nói đến thế nào nhỉ? À đúng rồi, chúng ta phải nói đến Eradicator Epidemic Virus. Ý tôi là Covid-19 đấy các bạn ạ. Trong năm 2021, chúng ta đã có những phút thăng, những phút trầm thật sự là ý nghĩa. Có lẽ một trong những thứ mà các cộng đồng Yu-Gi-Oh! Hay tranh cãi nhiều nhất, đó là việc khi nào VFD sẽ lên bảng. Nếu như các bạn không nhớ, trước khi Balis tháng 10 năm 2021 được ra mắt thì chúng ta đã có hơn 9 tháng để đối đầu với con VFD đấy các bạn ạ. Chúng ta còn đang ca ngợi rằng VFD là một đan tể thứ hai biết tránh mọi loại Balis thì vào tháng 10 nó đã lên bảng rồi. Người đau buồn nhất khi thấy VFD bị ban không ai khác chính là các bài thử Virtual World đang miệt mài kiên trì làm cách nào để xây nhà bằng cái tay của họ. Nào chuẩn bị nhá, nhìn sang trái nhá, chuẩn bị nhìn sang trái này. Nào nhìn nhìn đầu kia đi. 1, 2, 3, tiến sang trái. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Vâng, thật là một sự đau lòng. Nhưng điều đó không có gì to tát khi có một khoảng thời gian Konami đã nghĩ tới việc limit VFD thay vì ban nó. Vâng, các bạn không nghe em đâu. Limit VFD. Một nỗ lực cứu sản phẩm Phantom Rage một cách thật là hài hước của Konami. Cũng may là trong những tháng đó, vẫn còn người bạn Tribigate luôn đi kè cặp với Virtual World. Vâng, tất cả chỉ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 7 cho đến khi Zodiac Raiden lại vào bảng list lần 2. Điểm cay ở đây là gì? Zodiac Raiden còn vào bảng list còn trước cả VFD cơ. Anh ơi, hãy cho VFD thả lại xuống 1 đi để tụi em còn chơi được Virtual World. Rồi, anh block em nha, anh xin phép vừa chờ tí bình tĩnh. Ngậm mồm vào, đăng những donate vừa ba vừa. Quá đau đớn. Holy moly. Cút ngay. Cho đến khi Burst of Destiny xuất hiện. Yoki chikara da. Ozasareshi sekai o michibiku wa ga bofu. Link Shoukan. Arawareru. Link san. Fareru Code Dragon. Shouri e no aratana chikara o te ni ireru ga ii. Yu-Gi-Oh! オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズバーストオブデスティニー発売。コナミ。Burst of Destiny ngay lập tức mang đến hiệu ứng với Archetype Sword Soul, một bộ bài mid-range synchro với khả năng control field khá là tốt và cũng có khả năng OTK khi đi sau. Các bạn không tin tôi à? Cứ nhìn những cái bàn này mà xem. Và sau cái tát của Konami vào mặt Virtual World, Sword Soul chính thức là một bộ bài meta tier 1. Đó là sau khi chúng ta điều tra ra được có một engine ở trong Burst of Destiny, một lá bài đã khiến cho các fan hero 20 năm trở lên đông đảo hơn bao giờ hết. Chúng ta đang nói đến Destroy Phoenix Enforcer. Dragon đệ nhị này đã thực sự là khuấy đảo cả một meta Yu-Gi-Oh! Khi mà ai cũng sẽ tìm cách nhét một Celestial Dasher và 3 Future Destiny vào deck của họ chỉ để summon ra Destroy Phoenix Enforcer. Chưa kể lá bài này còn có một synergy khá là tốt với Artifact Sack. Việc gì khó đã có Phượng. Nhưng Phượng Sồ chỉ là một trong những engine đầy biến động của nửa cuối năm 2021. Có một hộp Duelist Pack nữa được ra mắt trong nửa của 2021. Chúng ta đã có engine Brave Token. Như năm 2020 với Dragoon và Zexal, bây giờ chúng ta có năm 2021 với Phượng Sồ và Brave Token.
Engine Phượng Sổ và Brave Token Generic đến nỗi tất cả các deck đều có thể nhét được họ vào. Chưa kể deck Phantom Knight là một deck tier 1 có thể chơi được cả hai engine đó cùng lúc. Trong nửa cuối năm đấy, nếu bạn không chơi một là Brave Token, hai là Phoenix Enforcer, ba là cả hai thì tôi không biết bạn đang làm gì cả. Phượng Sổ cộng Brave Token mạnh đến nỗi tôi có thể build hẳn một deck chỉ có chơi hai cái engine đấy mà vẫn có thể thắng được toàn giải. Này là đùa thôi nha. Vâng, và phải đến gần hồi kết của năm đó chúng ta mới nhận ra rằng thứ mà đà đan T2.0 không phải là VFD mà là Predator Prince Verte Anaconda. Khi có rất nhiều Malice Prediction đã dự đoán rằng Anaconda kiểu gì cũng lên bảng thôi, thì bằng một cái thần kỳ nào đó Anaconda lại sống. Cứ như thể chúng ta nhà ta đang giữ clip của Konami vậy. Predator Prince Verte Anaconda xứng đáng được vinh danh là một trong những đá bài được nói nhiều nhất trong năm 2021. Có khi tôi thấy con nói nhiều hơn cả Nibiru cơ các bạn ạ. Thôi thì Brave Token gọi Nibiru là DBRR mà các bạn. Và cuối cùng là lá bài mà ai nhìn thấy cũng phải phát ngán hết cả lên. Một lá bài đã khiến bao nhiêu deck, kể cả là deck mạnh nhất có cầm VFD đi chăng nữa, thì cũng sấp mặt thôi. Một lá bài mang đậm chất kỹ năng người chơi. Đó là lá bài gì à? Đây, các bạn hãy xem clip sau đây. Số là chỉ gặp những cái đất trong người ta thôi. Đang suy nghĩ làm sao xử lý cái mớ này đây. Úi giời ơi, lại hồn. Skill range thì nói nha, có skill range thì nói nha. Tôi này gây á, đặt skill range lên đi. Game kỹ năng. James Roger nha. Ôi trời ơi, kỹ lăng, game kỹ lăng. Cày thế nhờ. Vâng, và lời cuối cùng tôi muốn nói trước khi khép lại phần nhìn lại năm 2021 này, đó là chơi kỹ năng lên, đừng chơi thiếu kỹ năng các bạn nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhìn lại năm 2021. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh và đừng quên ấn nút chuông để luôn để được thông báo mỗi khi bọn mình lên video mới nhé. Một lần nữa chúc mừng năm mới các bạn và hy vọng các bạn có một cái Tết cũng như năm mới an khang và thịnh vượng nhé.